Dạ rồi, em Tâm xin chào quý cô chú anh chị nha. Chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Xe Lướt Sài Gòn. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Hôm nay em Tâm đã vừa mới về một em Vios số sàn anh chị. Mẫu em xe được gọi là quốc dân nha anh chị nha. Em này là mang biển số Đồng Tháp anh chị. Hôm qua em Tâm vừa mới đi từ Đồng Tháp về để lấy em nó nè. Rất đẹp, màu trắng sẵn luôn nè anh chị. Nếu mà mình anh chị nào cần tìm một em xe đó, giờ giá cả cực kỳ dễ tiếp cận nè, để mình chạy kinh doanh dịch vụ rồi nha. Đó, hoặc là anh chị nào mới mới lấy bằng lái lấy em này chạy cũng rất là ok luôn chị. Vios E số sàn nha, đời 2021, xe lăn bánh được 32.000 cây anh chị. Chất xe rất đẹp. Em Tâm vừa mới lấy về, chưa có dọn dẹp vệ sinh hay là xì bay gì cho em nói nha. Em quay clip liền cho anh chị xem. Đó, chụp gầm đèn trước rất là bóng nè. Em này là form mới, mẫu mới luôn nha anh chị, mẫu mới nhất hiện tại. Đó, phần mặt la răng trước rất là đẹp nè. Có hai cái đèn gầm nè. Và mâm của em này là mâm phay xước nha anh chị. Rất đẹp. Để em tìm cái hạng vỏ nha. Mâm em này là 15 inch nha anh chị nha. Đây hạng vỏ. Hạng vỏ là tầng thứ 51 của năm 20 nè, cuối năm 20. Bốn vỏ là zin nha anh chị, một chủ ngay từ đầu và xe gia đình không kinh doanh một ngày nào luôn. Đó, để em kiếm một chiếc Vios số sàn mà không kinh doanh thì hiện tại bây giờ rất là khó anh chị, rất là hiếm. Thì thường là mấy em này cũng giống như Innova, Xpander thì sẽ dính vào những cái xe kinh doanh dịch vụ hoặc là xe taxi nha. Và riêng em này là màu trắng nhưng mà là xe gia đình anh chị. Rất đẹp. Form mới, mẫu mới luôn nha anh chị. Hiện tại bên Tâm đang bán em này chỉ có 405 triệu à. Keo chỉ xe này thì nguyên zin nha. Bên Tâm cũng đã kiểm tra hết rồi. Động cơ khung gầm máy móc hợp số nè anh chị. Rất đẹp. Em Vios mới này á, số sàn này là nội thất là màu đen anh chị. Nội thất là màu đen. Đó, cửa là màu đen nè. Ghế da màu đen luôn nè anh chị. Rất đẹp. Việt Nam nè. Sản xuất là 2021. Những cái bản lề cửa là chưa có dấu hiệu mở luôn nè anh chị nha. Đó, ghế da cần số nè, full lịch sử hãng nha anh chị, odo chuẩn luôn, 32.000 cây, vô lăng rất đẹp. Xe thì cũng được trang bị đầu DVD Pioneer nè, đó có camera lùi có đầy đủ. Đó, điều hòa nè anh chị, và em Tâm đánh giá là điều hòa của em này là em Vios này là cực kỳ mạnh luôn nha anh chị nha. Xe thì cũng được anh chủ anh bọc trần nè, lót sàn simili, dán phim cách nhiệt đầy đủ. À, em mấy em Vios mới này có cân bằng điện tử đó anh chị. Đâm ra là thứ nhất là cách âm rất là tốt nha, chạy rất là êm và đậm chắc. Máy 1.5 số sàn nó 5 ga là nhà máy họ đo lường hỗn hợp chỉ có 5.9 anh chị, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Rất đẹp chị nha. Keo chỉ thì nguyên zin, em đã kiểm tra hết rồi. Sơ cua là chưa hạ luôn, để em mở lên cho anh chị xem. Có anh chủ anh cũng được trang bị một cái bệ bước chân có đèn nè anh chị. Đó, rất là thể thao ha, rất đẹp. Em này là sedan hạng B nha anh chị nha, mẫu xe quốc dân, chạy rất là bền anh chị. Rồi, sơ cua là chưa nguyên zin nè, chưa hạ nè, bộ đồ nghề chưa sử dụng anh chị. Nói chung là em Vios này là chạy cực kỳ bền và chi phí bảo dưỡng rất thấp gì nha. Con gà đẻ trứng vàng như những anh em tài xế luôn á. Và kiểu dáng mới, form mới của em Vios này thì cũng rất là trẻ nha anh chị, ngôn ngữ thiết kế cũng rất là trẻ nè. Ở đằng sau thì sẽ có camera lùi, có cả miếng lùi đầy đủ anh chị. Có viền che mưa luôn nè. Xe này anh chị mua về chỉ có đổ xăng mà chạy thôi chứ đâu có thêm phụ kiện gì đâu. Đầy đủ hết rồi. Cách âm tốt và cảm giác là em Tâm cầm lái em này rất là đậm chắc nha anh chị nha. Mẫu cải tiến em Tâm rất là thích nè. Máy 1.5. Ngày xưa em Tâm mới lấy bằng lái là em Tâm thường là ôm mấy em này chạy không anh chị. Rất đã. Rồi, để em quay cái khoang động cơ xe cho mình xem nha. Dạ rồi anh chị, khoang động cơ xe nè. Động cơ là Dual VVT-i nè, từ xưa đến giờ nổi tiếng của nhà Toyota. Đó, trái tim một cái xe như vậy nha, rất mới. Động cơ siêu đẹp luôn chị. Những cái vết son của nhà máy vẫn còn nè. Rất đẹp. Máy đề lên im ru à. Đó, những ốc cabo chưa dấu hiệu mở luôn nha anh chị nha. Dạ rồi anh chị, Toyota Vios số sàn nha anh chị nha, đời 2021, đi được 32.000 cây nè, một chủ mua mới từ đầu màu trắng luôn. Đó, hiện tại bên Tâm đang bán em này là 405 triệu nha anh chị nha, vẫn còn thương lượng cho anh chị khi anh chị lên coi xe luôn. Anh chị quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với anh Tâm qua số điện thoại trên hoặc là Zalo. Anh Tâm sẽ gửi ảnh chi tiết với đời xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.